Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy Chúa ở cùng anh chị em và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Thầy Chúa, bên bên Chúa. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người đưa tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi vì phạm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời người ấy là anh em tôi chị em tôi là mẹ tôi đó là lời chúa anh chị em thân mến trong ngày lễ Đức Mẹ dân mình vào đền thờ để mình thuộc về Thiên Chúa đi từ một gia đình nhỏ bé vào một cái gia đình lớn hơn chúng ta nghe đoạn tin mừng nói về việc Đức Mẹ đi tìm Chúa Giêsu và ở đây thì khi nghe Chúa Giêsu hỏi ai là mẹ tôi và anh là ai là anh em tôi thì có nhiều người cảm thấy sốc, khó chịu. Người ta nghĩ tại sao Chúa Giêsu nói về cái người mẹ của mình mà với một cái thái độ dửng dưng như thế. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Yêu Sư cho chúng ta có một cái sự phân biệt cái người mẹ đã cưu mang ngài ở trong gia đình. Và cái mối tương quan giữa người mẹ đó và cái công trình cứu chuộc của ngài. Đây không phải là lần duy nhất mà Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ với một cái giọng mà người ta cho là hơi xa lạ. Nhưng chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu 12 tuổi đi lạc trong đền thờ. Đức Mẹ và Thánh Giuse đi tìm ngài đến ngày thứ ba. Và khi thấy Chúa Giêsu ngồi giữa các bậc tiến sĩ để hỏi họ và trả lời cho những chất vấn của họ, thì Đức Mẹ đã nói này con, tại sao con lại để cha mẹ đi tìm con như thế? thì Chúa Giêsu trả lời, cha mẹ không biết là con phải lo cái công việc trong nhẹ của Thiên Chúa sao? <laughs> Chúa Giêsu cho thấy cái mối tương quan trong gia đình và cái mối tương quan trong công trình cứu chuộc của Ngài. Hoặc là khi chúng ta đọc ở trong tin mừng Gioan, khi kể về cái dấu lạ đầu tiên Chúa làm là ở tiệc cưới Cana, Chúa biến nước lã thành rượu. Khi Đức Mẹ thấy ở trong cái nhà đám cưới hết rượu rồi và cái người chủ không biết xoay sở như thế nào thì Đức Mẹ đã đến với nói với Chúa Giêsu này con người ta hết rượu rồi thì chúa giêsu trả lời này người phụ nữ giữa tôi với bà có liên quan gì đến cái việc tổ chức của cái nhà đám cưới đâu Hế? tức là chúa giêsu cho thấy cái vai trò của mẹ là một người khách và ngài ngài hiện diện như là một sự mặc khải về đấng được Thiên Chúa sai đến. Rồi khi Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá, lúc mà ngài gần tắt hơi thở, thì thấy đứng dưới chân thập giá có mẹ và có Doan người môn đệ Chúa yêu, thì Chúa Giêsu trối thánh Doan cho đức mẹ và trối đức mẹ cho thánh Doan. Chúa Giêsu không dùng từ mẹ, nhưng mà Chúa Giêsu nói Hỡi bà Đây là con của bà Và Này con Đây là mẹ của con Cho nên Chúa Giêsu dùng cái từ Người phụ nữ Đối với mẹ Maria Thì có thể có nhiều người Cảm thấy có chịu Cảm thấy sốc Nhưng qua cái cách dùng từ của Thánh Gioan thì cho thấy Chúa Su muốn nói đến Đức Mẹ như hình ảnh của người phụ nữ đầu tiên là Eva, người đã kéo cái tội lỗi đến trần gian, thì Mẹ như người phụ nữ đã giải thoát con người khỏi tội lỗi như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai thư Galat chương 4. Thế thì khi mà Chúa Giêsu nói với Mẹ những ai nghe và thực hành lời của Thiên Chúa Thì đó mới là mẹ và anh em của tôi Thì Chúa cho biết là Ngài biết cái động cơ nào Cái lý do nào Mà Đức Mẹ và những người thân đã đi tìm kiếm Ngài Bởi vì người ta đồn về Nazareth Là Chúa Giêsu mất trí rồi Ngài chỉ lo giảng dạy mà không có thời giờ ăn uống, không có thời giờ nghỉ ngơi, không có thời giờ để quan tâm đến sức khỏe của mình. Làm sao mà có thể tiếp tục như thế? Và mẹ nóng ruột cho nên mẹ đi tìm. Và ở trong mắt cô chương 3 câu 21 nói rõ muốn bắt Ngài để đem về Nazareth. Bởi vì người ta nghĩ là Ngài mất trí Đức mẹ đi tìm Chúa Giêsu trong cái bối cảnh này như một người trong gia đình lo cho người con của mình. Nhưng Chúa Giêsu thì ngài luôn đặt mình ở trong cái chương trình mà ngài thực hiện ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Cho nên ngài bảo những người nghe và thực hành lời của Thiên Chúa thì mới là mẹ và anh em tôi tức là những người thuộc trong cái gia đình của tôi, cái gia đình mà Ngài mời gọi để trở thành một dân mới. Trên khi Chúa Giêsu nói thi hành ý muốn Chúa Cha, thì đây là cái điều căn bản mà mỗi người tín hữu, mỗi người môn đệ đều thực hiện trong đời sống của mình. Đó là ở trong mắt theo chương 6, khi các, người, các môn đệ xin Chúa dạy cho mình biết cầu nguyện Thì Chúa đã dạy họ kinh lạy cha Và trong kinh lạy cha Bên cạnh cái việc xin cho mình được lương thực hàng ngày Thì Chúa nhấn mạnh Xin cho ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời Và tại sao ý cha thể hiện Lại trở thành ý của Chúa Giêsu Ai nghe lời ta và đem ra thực hành thì đó là cái người anh em và chị em của ta, là mẹ của ta, bởi vì Chúa Giêsu chính là ngôi lời của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ là khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan và khi ngài bước lên khỏi nước thì người ta thấy các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần lấy hình chim câu đậu xuống trên đầu người và có tiếng phán ra đây là con yêu dấu rất đẹp lòng ta. Hãy nghe lời ngươi. Chúa Cha xác nhận lời của Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa Cha. Và nếu chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Gioan chương 1 câu 14 thì thấy Thánh Gioan nhấn mạnh hơn nữa và ngôi lời đã trở nên xác phàm và ngự giữa chúng ta. Cho nên nghe lời Chúa Giêsu chính là nghe lời Thiên Chúa Cha. Thế thì bây giờ ý muốn của Cha được thể hiện, được bày tỏ với Chúa Giêsu như là cái gì? Trước hết như là cái lương thực nuôi sống ngài. Chúng ta đọc ở trong tin mừng Gioan chương 4 kể về câu chuyện Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ Samari bên bờ giếng gia cóp và khi Chúa Giêsu đến đó thì buổi trưa rồi Vừa đói bụng vừa khát nước Thì các môn đệ để Chúa Giêsu ngồi lại bên bờ giếng Còn họ đi vào trong thành để mua thức ăn Và trong khi các môn đệ đi Thì có một người phụ nữ Samari đến múc nước Và Chúa Giêsu đối thoại với người phụ nữ Và sau đó các môn đệ đem thức ăn trở về và mời Chúa Giêsu ăn Bởi vì buổi trưa đói rồi Thì Chúa Giêsu nói làm sao Ta có của ăn mà các ngươi không biết Thì các môn đệ hỏi Chứ thầy ăn cái gì Thì Chúa Giêsu nói làm sao Lương thực của ta Là làm theo ý muốn của đấng Đã sai ta Cho nên cái việc thi hành Ý muốn Chúa Cha Nó không phải chỉ là một ước muốn mà nó chính là cái động lực nuôi dưỡng, truy su để luôn luôn nối kết với Cha ngài. Và rồi không những chỉ là lương thực, mà thi hành ý muốn Chúa Cha đó còn là cách thể hiện cuộc sống của mình. Chúng ta nhớ lại khi truy su cầu nguyện trong vườn cây dầu, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, và lần cầu nguyện thứ hai truy su nói với Cha lạy cha nếu có thể được thì xin cho chén đắng này rời xa khỏi con nhưng đừng theo ý con một theo ý muốn của cha thực hiện ý muốn của cha đối với truy su thì qua các tin mừng trình bày lại nó vừa thể hiện đó là lương thực nuôi sống ngài và nó là cái cách thế để ngài thể hiện cái cuộc sống cái cách hành động của mình thế thì ở đây trong cái đời sống của một người không phải là một nữ tu giống như các sơ trong các dòng như một người nữ sống cuộc đời tận hiến cho chúa ở giữa đời thì chúng ta thấy khi mà các chị sống ở trong cái môi trường của mình thì đôi khi mình hay lẫn lộn giữa ý mình và ý Chúa. Mình cứ tưởng cái cách suy nghĩ của mình đúng là ý Chúa. Vì có một lần có một linh mục làm cha xứ, ngài than phiền là bởi vì bà cố ở với ngài. Để nấu cơm, để chăm sóc cho đứa con trai thì tốt quá. Nhưng mà bà cố làm cho ngài khó làm việc mục vụ bởi vì khi các em trong ca đoàn nó tập hát, nó khát nước, nó vào nhà xứ để nó uống nước bà cố không cho, bà cố cấm tụi mày là quỷ không có được vào, hoặc là khi giáo dân mà đến gặp cha xứ, bà cố nhìn mặt đứa nào bà cho vào thì cho mà không cho thì thôi, à, bà cố cứ tưởng như thế là bà cố gìn giữ bảo vệ cái đứa con của mình. Nhưng không Đứa con của mình là người của giáo hội Đứa con của mình là người của Thiên Chúa Chứ không phải thuộc về trong gia đình của mình Trên khi mà bà cố có ở bên cạnh con đi nữa Thì bà cố phải hiểu Cái giới hạn của mình đến đâu Và để cho con mình có thể thi hành Cái chức năng của người mục tử Hoặc là có một lần Mà có một cái chị chị nấu bếp cho cha xứ thì hôm đó là mùa chay tới cái ngày mà cha hẹn là xưng tội bà con giáo dân đến xưng tội trong mùa chay nhưng mà cha xứ bị đau ngài không có ra được thì ngài nói với cái chị bếp nói ra nói bà con thôi đi về thông cảm bởi vì hôm nay cha đau cha không giải tội được thì chị bếp ra nói với bà con Hôm nay bà con đi về chứ chúng tôi không có giải tội. Chúng ta phải phân định cái trách nhiệm của chúng ta cái giới hạn của chúng ta đến đâu và làm thế nào để nuôi dưỡng cái lý tưởng đời sống dâng hiến của mình. Đôi khi mình làm những việc không tên mà không ai biết. Đôi khi mình làm những công việc với tất cả thiện trí và lòng yêu mến của mình nhưng được người ta đón nhận một cách ngược lại. Làm thế nào để tiếp tục duy trì cái lý tưởng dâng hiến của mình nếu không phải như lời Chúa Giêsu lương thực của ta là làm theo ý muốn của cha ta. Ý cha thể hiện mà nếu khi chúng ta nhìn thấy ý cha thể hiện qua những biến cố xảy đến trong đời sống thương hay thì chúng ta đón nhận những biến cố đó như một phương thế Chúa đang dùng để Chúa giáo dục, Chúa uốn nắn chúng ta. Như lời Chúa nói trong sách khởi khai huyên, ta yêu thương ai thì ta sửa dạy. Chứ nếu ta không yêu thương nữa thì ta nói làm gì cho nó mệt. Và ngay cả đôi khi mình cố gắng qua những giờ nguyện gẫm, qua những giờ cầu nguyện để mình duy trì cái lý tưởng của cái đời sống dân hiến thì có những lúc chúng ta phải lựa chọn giữa một bên là thể hiện điều mình muốn hoặc là thể hiện điều Chúa muốn. Khi thấy cái khó khăn thì ai cũng muốn tìm cái điều dễ dàng. Mà như lời của Chúa Giêsu nói, với đức chúa cha ở trong vườn cây dầu lạy cha nếu được thì xin cất cái chén đắng này khỏi con nhưng mà đừng theo ý con một theo ý của cha tại sao bởi vì ý của cha mà con phải đến trong trần gian bởi vì muốn trở thành người của chúa mà con chọn cái cách sống này chứ con không chọn cách sống khác và khi con đã chọn thuộc về chúa thì con như một người đã cho đi là không muốn rút tay lại và mình chấp nhận tất cả những cái hậu quả mà xảy đến trong cuộc đời của mình và không phải chỉ có các chị ở trong tu hội tận hiến mới phải sống theo cái lý tưởng thực hiện ý muốn chúa cha nhưng mà chúng tôi các linh mục Ngay cả bà con giáo dân Những người môn đệ của Chúa Nếu muốn sống đúng lý tưởng của người môn đệ Thì vẫn là xin cho ý cha được thể hiện Và vì thế ở trong mắt theo chương 7 câu 21 Khi nói về cái người khôn ngoan Và cái người khơ dại Thì Chúa Yêu Sư nói không phải những ai nói với ta lạy chúa lạy chúa là được vào nước trời nhưng mà là những người lắng nghe và thực hành theo ý muốn của cha ta cho nên cái thái độ lắng nghe và đem ra thực hành lời chúa nó vừa diễn tả cái niềm tin của chúng ta và chúng nó cũng diễn tả cái niềm hy vọng vào chính chúa là đấng toàn năng đứng yêu thương và đứng gìn giữ cái phần thường trao tay cho chúng ta trong ngày cuối cùng. Trong ngày mừng lễ quan thầy của các chị, xin Chúa gìn giữ từng chị và xin Chúa giúp cho các chị hiểu được cái ý nghĩa của từng biến cố Chúa gửi đến trong cuộc đời của mình để các chị có thể thánh hóa đời sống mình trong từng biến cố như thế để chúng ta có thể xứng đáng để gặp lại lời chúc lành của chúa trong ngày cuối cùng hỡi những kẻ cha ta yêu mến hãy vào và hưởng lấy cái niềm vinh quang của chủ ngươi xin chúa chúc lành cho tất cả các chị